rồi cánh kính nha. Rồi ai đặt con hàng này liên hệ 0166 5600 511 nick Facebook Anh Đức Chí Linh Hải Dương chuyên bẫy đấu trong vào. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube để theo dõi những clip đẹp hơn nhé. Ui dồi. Hầu hình như hầu to ấy đó. Ui dồi, bộ cực đẹp. Ui cái giọng chuông bảo hành tông 456 lên 7 luôn. Ai đã từng mua chim của Đức chim và đánh thung khe chè Quảng Đông Triều Quảng Linh, giọng cực phê và chim rất nhanh, là nhanh thuần luôn. Màu cao vút hầu bò. Ôi đi mẹ con gì ấy. Em chạy đi đâu em ơi? Anh móm 4 ngày nay rồi. Em thì nhảy cầu ấy cho nó có. Vâng. Và đã chuẩn bị xa chân. Đấy, cái cầu to đùng đùng này. Bên cũng có một cái. Thôi sập một cái rồi. Sập một cái nhỏ, địt cũ. Đá củ chuối không? Sắp bắt bên rồi anh ạ. Thử cánh đẹp không? Clip này tôi quay từ đầu đến cuối luôn nhé. Thôi. Thôi thực ra tôi cài lại cái nhé. Vào đá sập mất cả nhỉ.